chúc tòa đàn và toàn thể quý đại biểu sàng lọc. Sàng lọc các bất thường đơn sơ thể đạm trong thời đại ngày nay đã trở nên rất là quan trọng và phổ biến. Về nội dung thì tôi sẽ đi hai phần cụ thể, đó là sàng lọc bệnh di truyền thể ẩn mục tiêu và sàng lọc bệnh di truyền thể ẩn mở rộng. Về định nghĩa, sàng lọc bệnh di truyền ẩn là xét nghiệm di truyền thực hiện trên những người không có biểu hiện kiểu hình nhưng có thể mang gen bệnh thể lạ. Về tầm quan trọng của sàng lọc thì bệnh lý đơn gen chiếm khoảng 80% những cái bệnh lý hiếm, và trong 50% những người mắc bệnh lý hiếm là trẻ em, và trong đó thì 30% trẻ em tử vong trước 5 tuổi. Sàng lọc giúp chúng ta xác định cặp vợ chồng mang gen bệnh thể lặn có nguy cơ ảnh hưởng đến cha con và được tư vấn di truyền, cung cấp thông tin cho những người thân trong gia đình về những cái nguy cơ mang gen bệnh, cũng như là cung cấp thông tin về các biện pháp và can thiệp. Về người mang gen bệnh thể ẩn, nếu như cha mẹ đều mang gen bệnh thể ẩn thì các khả năng con của cặp vợ chồng đó là 25% sẽ biểu hiện bệnh, 50% sẽ biểu hiện mang gen bệnh thể ẩn và 25% là không mang gen bệnh. Có hai cách sàng lọc bệnh di truyền thể ẩn, một là sàng lọc mục tiêu và sàng lọc mở rộng. Thì sàng lọc mục tiêu thì chúng ta sẽ dựa trên tiền sử gia đình hoặc chủng tộc, và đối tượng thì cho các cặp vợ chồng tư vấn tiền hôn nhân, khám hiếm muộn hoặc là đang mang thai trong 3 tháng đầu hoặc 3 tháng giữa thai kỳ. Tư vấn trước xét nghiệm thì chúng ta phải tư vấn là những cái mục đích của xét nghiệm, các triệu chứng và mức độ nặng của các bệnh được sàng lọc, nguy cơ tình trạng thể ẩn cũng như là khả năng mắc bệnh của con dựa trên chủng tộc, là ý nghĩa của kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính hoặc là âm tính. Gala năm 2017 của Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ thì đã đưa khuyến cáo là tất cả bệnh nhân đang có kế hoạch mang thai hoặc là đang mang thai nên được tầm soát. Ba cái bệnh thường gặp là cystic fibrosis là bệnh sơ nang, tăng cơ tủy bệnh lý thalassemia. Đối với hội chứng X dạ dày hay là expression thì sàng lọc tiền lộ biến được khuyến cáo thực hiện ở những phụ nữ có tiền căn gia đình mắc bệnh hội chứng expression hoặc chậm phát triển liên quan đến hội chứng expression hoặc là có tiền căn suy buồng trứng sớm. Về nội dung sàng lọc bệnh di truyền để mục tiêu thì đầu tiên đó là bệnh lý thalassemia. Đây là một cái bệnh lý thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc, tần suất rất là cao ở người Việt Nam, đối với một số dân tộc ở miền núi có thể chiếm đến 10-20%. Nguyên nhân thì cái do đột biến gen nó làm giảm tổng hợp chuỗi alpha và beta globin. Bệnh lý này rất là dễ tầm soát và có thể chẩn đoán được trước sinh. Chúng ta tầm soát dựa trên vào cái huyết đồ, khi mà cái chỉ số MCV hoặc MCH giảm chúng ta sẽ làm cái ferritin. Nếu như ferritin thấp thì gây thiếu máu thiếu sắt. Ferritin bình thường hoặc tăng có thể là gây hemoglobin. Và điện di hemoglobin thì trên kết quả điện di, nếu chúng ta thấy cái tỷ lệ HbA2 trên 3.5 hoặc HbO thì nghĩ đó là bệnh lý beta thalassemia. Khi thấy định HbH hoặc Hb bạc thì đây là bệnh lý alpha thalassemia. Nhưng những trường hợp mà kết quả điện di trong giới hạn bình thường thì chúng ta cũng theo dõi bệnh lý hemoglobin, và cái trường hợp này chúng ta hay quên cuộc sống. Và cái bệnh thứ hai là bệnh teo cơ tủy. Thì đây là một bệnh di truyền làm có thể gây tử vong, tần suất là 1/6.000 đến 1/10.000 trẻ sinh sống. Những người mang gen bệnh là 1/60 đến 1/40. Bệnh lý này là do tổn thương tế bào thần kinh vận động tủy sống, nó làm thoái hóa yếu cơ và dẫn đến tử vong. Nguyên nhân thì trên 98% là đột biến gen SMN1. Và những người bình thường thì sẽ có hai cái gen SMN1 ở trên hai cái nhiễm sắc thể. Những trường hợp bị bệnh là khi mà mình bị đột biến mất cả hai gen này. Những người còn lại như là có thể mang thể ẩn khi mà mất một gen, và có thể là có một hoặc hai gen trên nhiễm sắc thể còn lại. Bệnh lý thứ ba là hội chứng expression. Đây là một bệnh di truyền gây giảm phát triển trí tuệ thường gặp nhất, tần suất ở nam là 1/4.000 hoặc là 1/4.000 đến 1/6.000 là ở nữ. Người mang gen bệnh tỷ lệ là 1/250. Kiểu hình có thể là chậm phát triển trí tuệ, tăng động giảm chú ý, tự kỷ thì 15-33% hội chứng expression có thể biểu hiện tự kỷ, trong 2-6% trẻ có
có tự kỷ có thể biểu hiện cái hội chứng dysphagia, và có kiểu hình đặc thù ở nam là mặt to, dài, nhọn và tai to. Nguyên nhân thì do là sự lặp lại mở rộng của bộ 3 CGG trên gen FMR1 nằm trên cánh dài của nhiễm sắc tố cơ tính X. Một người bình thường thì sẽ có cái bộ 3 này dưới 55. Nếu mà từ 55 đến 200 bộ 3 thì nó là tiền đột biến, và trên 200 nó là đột biến hoàn toàn. Và chỉ định xét nghiệm sàng lọc dysphagia thì mình ở những phụ nữ chuẩn bị mang thai mà có tiền căn gia đình có rối loạn liên quan đến hội chứng này, hoặc là chậm phát triển chứng toại có liên quan đến hội chứng, hoặc những người phụ nữ có suy buồng trứng sớm trước 40 tuổi, và khi mà bố mẹ mang cái gen tiền đột biến hoặc đột biến hoàn toàn gen FMR1 thì sẽ được chẩn đoán trước sinh. Cái bệnh thứ tư là một sàng lọc về cystic fibrosis. Đây là một bệnh di truyền lặng có thể gây tử vong hàng đầu. Tần suất là 1/2000 đến 1/3000, nhưng mà thường gặp ở người da trắng, riêng ở người Việt Nam thì mình rất ít gặp. Và người mang gen bệnh tỷ lệ là 1/28 đến 1/22. Nguyên nhân đột biến là do cái đột biến gen FTR. Thì cái gen này nó nằm trên rất là nhiều cơ quan, nó gây triệu chứng rất nhiều cơ quan. Rồi, sàng lọc bệnh di truyền thể ẩn mở rộng. Thì hiện tại nhờ cái công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới đã chi phí giải trình tự toàn bộ bộ gen là giảm xuống đạt một cách đáng kể, cho nên người ta đã chuyển từ sàng lọc cái bệnh di truyền thể ẩn mục tiêu chuyển sang mở rộng, tức là nghĩa là không sàng lọc không dựa vào chủng tộc tiền căn. Vậy so sánh hai cách sàng lọc bệnh di truyền thể ẩn, về sàng lọc mục tiêu ưu điểm đó là tìm những cái đột biến gen mà đã biết trước, dễ dàng tư vấn và chi phí thấp, nhưng khuyết điểm là có thể bỏ sót một số những đột biến gen hiếm gặp. Có nhiều các panel gen cho các chủng tộc khác nhau. Sàng lọc về sàng lọc mở rộng thì ưu điểm là chúng ta sẽ có nhiều thông tin hơn, có thể áp dụng cho tất cả mọi người, phát hiện những cái đột biến gen hiếm gặp hơn. Nhưng khuyết điểm là có nhiều cái biến thể mà chúng ta không phân loại được, hoặc là có thể gặp khó khăn trong tư vấn, chi phí còn khá tương đối cao. Về tư vấn trước sàng lọc bệnh di truyền thể ẩn mở rộng, thì một số bệnh được sàng lọc không có biểu hiện rõ kiểu hình, một số bệnh sàng lọc hiếm khi tần suất bệnh và tần suất đột biến tỷ lệ phát hiện có thể chưa chính xác, và ước tính cái tỷ lệ bỏ sót có thể không tin cậy. Kết quả sàng lọc âm tính nó làm giảm cái tình trạng mang thể ẩn, nhưng mà không thể loại bỏ hoàn toàn cái tình trạng mang cái gen thể ẩn. Vậy các panel gen sàng lọc thay đổi theo thời gian và thay đổi theo từng labo, nhưng mà hiện tại thì cũng vẫn chưa được có những cái khuyến cáo rõ ràng. Và tiêu chuẩn chọn bệnh cho sàng lọc thể ẩn mở rộng thì tần suất đó là từ 1/100 hoặc lớn hơn, nó tương đương với lại tần suất bệnh là 1/40,000, có kiểu hình rõ ràng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, hoặc là chậm phát triển trí tuệ vận động, có thể khởi phát sớm sau sinh, hoặc là có thể cần phải can thiệp y khoa, có thể phát hiện trước sinh và có khả năng can thiệp nhằm cải thiện kết cục sau sinh, và giáo dục cho bố mẹ về cách chăm sóc đặc biệt sau sinh. Và sàng lọc mở rộng thì không nên bao gồm những cái bệnh khởi phát lúc trưởng thành, ví dụ như là BRCA. Về cách thực hiện thì chúng ta có thể làm xét nghiệm trên từng người một, nhưng mà khi mà làm trên từng người thì cần phải thời gian nhiều hơn và chỉ phù hợp trong giai đoạn trước mang thai. Còn xét nghiệm đồng thời cặp vợ chồng thì thời gian sẽ ngắn hơn và ưu thế là trước mang thai và trong giai đoạn đầu của mang thai. Về tình hình sàng lọc thể ẩn mở rộng ở trên thế giới, hiện tại có rất là nhiều công ty đưa ra rất là nhiều cái xét nghiệm. Thì đối với là Foresight thì người ta làm 218 gen, Nestep là 281 gen, GeneAware là 158 gen và CTG là 547 gen. Về ở Việt Nam thì hiện tại chúng ta cũng đã có những cái bộ mà xét nghiệm sàng lọc mở rộng. Thì CareerSure được thực hiện trên 280 gen và liên quan tới 193 bệnh. Thì cái CareerSure này sử dụng cái công nghệ mới là giải trình tự thế hệ mới. Khi mà những cái đột biến được phân loại phát hiện thì sẽ được phân loại dựa trên cái cơ sở dữ liệu lớn nhất hiện nay, đó là Linva và GNT. Độ nhạy cũng rất độ nhạy và độ đột hiện rất là cao, trên 99%. Và
dụ ca năm sao một, thì một cặp vợ chồng sinh con bị bệnh ly thượng vị bóng nước, thì sau này bé mất, thì được hai vợ chồng làm cái xét nghiệm Carisul thì phát hiện là cả hai vợ chồng đều mang gen con 7A1 ở dạng dị hợp. Và ca lâm sàng thứ hai thì một cặp vợ chồng này thì có ba người con gái đầu đều bị mất trong cái bệnh cảnh là bị bệnh lý suy hô hấp, và cái người con thứ tư thì cũng đang nhập viện trong cái tình trạng là bị suy hô hấp. Thì khi mà làm cái đột biến gen thì phát hiện ra là cái người con này là mang cái gen IGHMBB2 dị hợp tự kép, và ba mẹ được mang một trong hai gen này. Và cái thông tin mang về là sàng lọc bệnh di truyền theo ẩn mục tiêu, chúng ta sẽ dựa vào tiền căn và chủng tộc. Các bệnh được khuyến cáo như là bệnh lý thalassemia, teo cơ tủy, Brazil và cystic fibrosis, và bệnh sàng lọc bệnh di truyền thời ẩn thì được áp dụng cho toàn bộ dân số. Giá thành thì có thể hiện tại là chấp nhận được và đã sẵn sàng ở Việt Nam. Dạ, em xin chân thành cảm ơn.